Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ săn gót bằng khẩu Thompson Ice Dragon, một khẩu súng có chức năng phóng lựu, nhưng khi mang vào đây thì nó được loại bỏ đi rồi và chúng ta sẽ không được sử dụng một tính năng cực kỳ là thú vị. Đây rồi. Nghĩ gì? Áp sát này cưng, quay lưng lại với mình luôn cơ. Thật là VL. Vào mới giết được một thằng thôi. Ôi sao team mình bị clear sạch rồi này. Đây rồi, này thì lấp ló. Lấp ló này cưng, đâu rồi? Ô chạy nhanh nhờ, bạn nhanh đấy. À, quay lại này. Quay lại này. Nghĩ gì quay lại? Đâu rồi? Úi dồi. Hay lắm DM. Đập sấp mặt lờ rồi. Còn thằng kia nữa. Ô sao mới vào cái team mình chết sạch luôn ạ. Thật là hư cấu. Ôi, chết ngay thôi. Bọn ấy đông thế mà. Bọn này cực kỳ đông và nguy hiểm. Anh em phải cẩn thận vào. Chúng ta sẽ săn gót một cách cẩn thận hơn. Chứ lúc nãy mình chơi hơi bị cuống. Kiểu như là mới cứu xong hai thằng ấy. Cứ nghĩ là bọn nó sẽ té ra chỗ khác. Không ngờ bọn nó ỷ thế lấy thịt đè người. Nó đã đè sấp mặt lờ mình. Quay lại đây. Cứ thằng nào cứ thích thì cứ lao vào đấy. Rồi. Đứng một mình cũng khoai khoai anh em ạ. Đi thì đi cùng bạn cùng bè. Chết thì chết chùm cho nó vui. Ô sao chết đây nhở? À. Này đi. Giết người xong còn đứng hóng này. Hóng cái gì vậy má? Thật là hư cấu. Ôi, team mình lại bị clear sạch. Anh em ơi, chơi cái gì vậy? What the hell? Đây rồi. Nghĩ gì lao vào đây? Lại lao vào. Rồi, hai thằng luôn này. Còn thằng nữa? Thằng nữa đâu? Yếu máu rồi. Thằng nữa yếu rồi. Đâu rồi nhở? Đâu rồi nhở? Rất yếu rồi, mình bắn một thằng rất yếu. À. Đâu rồi ba? Này thì lượn lờ. Lượn lờ đi đâu? Trời ơi, để nó ra ngoài kia. Này thì chạy đi đâu? Hay lắm, combo 3 kill rồi. Thiên nhiên quỷ dữ. Hình như lát lúc nãy giết mình hay sao ấy. À, này thì búa này. Này thì thích chơi búa này. Nghĩ gì chơi búa? Quay lên đây. Này thích quay lên. Quay lên đây này, siêu thần nè. A hi hi, té thôi. Mệnh, ham giết người. Để quả bom nó nổ rồi, chịu thôi. Cay quá anh em, nó đặt bom. Mà chơi, nó chơi theo kiểu là đông người. Lấy thịt đè người thế kia thì không chơi được rồi. Cố gắng bật kèo này, nào anh em ấy. Mình cảm giác là bất an. Có clip không anh? Mệnh gì hay thế. À, đậu xanh. Chưa kịp. Mới thấy cái mặt của nó lấp ló thôi. Anh em đã cho ngay một mả đạn vào mồm rồi. Anh em dạo này hơi bị thích tha thù đạn ấy. Vừa thôi anh em ấy. Chế độ này đạn nó không nhiều để các bạn tha thù đâu. Nói thì như này nấp góc. Cứ nấp góc đi. Sợ thì cứ nấp góc. Tụi mình sẽ bảo kê. Úi dồi. Hai pha rồi. Anh em nhanh tay quá. Đậu xanh. Rồi, cứ từ từ thôi, bảo kê cái thằng em này. Không thì nó lại sợ. Này đi, úi dồi, đậu. Đúng cái lúc nó rơi xuống thì mình cầm đao, thật là hư cấu. Anh em ơi, cứ đợi cái lúc nào mình cầm súng ấy, hắn lao vào. Chứ không thì các bạn cũng chết mà. Đấy nào, lúc đang cầm đao thì lại rơi xuống. Rồi. Không biết là còn hai thằng nữa thì nó nấp ở đâu. Lên đi các bạn ê, dù gì cũng thua. Úi dồi, thích ngu người này. Nãy mình thấy đuổi theo rồi. Nhưng sấy bừa mà cũng chết. Nó đuổi theo sau lưng ấy. Nhưng nó vừa bunny nó vừa đuổi theo nhá. Đen cho bạn rồi. Mắt mình tinh quá. Tha em dùng cái nha. Trời ơi. Chơi chế độ này thì không tha được bạn nào đâu bạn ê. Bây giờ bạn thấy mình làm clip thì hãy lao vào hiến kill cho mình đi. Hãy bút kill cho mình. Còn một thằng nữa đâu rồi? Bạn ấy lên đi. Đừng ngại ngùng. Đừng ngại ngùng. Đâu rồi? Mới thấy lấp ló đâu đây mà. Mình bắt đầu có cảm giác là nó lấp ló ở đâu đây. Rất là gần. Nhưng nhìn trên bản đồ thì mình chưa thấy được. Nãy mình không để ý lắm. Mình chỉ nhìn trước mắt.
Cái này chơi bên chế độ gót mà làm người đi săn gót thì các bạn hãy nhìn map nhiều vào và nghe tiếng ấy, nghe tiếng thở. Khi mà gót tiếp cận thì nó cũng có một kèm theo một cái tiếng thở mà. Thì các bạn có thể là quan sát, vừa quan sát, nhưng cái này chơi chế độ gót là cần nhiều cái sự tinh túy của đôi tai, đôi mắt và đôi tay. Nó phải nhanh nhạy cơ. Nói chung là tai với lại mắt thôi, còn tay thì dĩ nhiên là phải dùng rồi. Nhưng hai cái trên thì nó phải nhanh hơn để nó phát giác được đối phương. Đây, mệt nhất là cái đôi mắt. Tại vì khi mà nó áp sát là các bạn nghe không nghe ấy, thì các bạn phải cần quan sát ở trên cái map. Nó tiếp cận thì sẽ biết được. Mình thì mình không đeo tai nghe, đâm ra thì mình không thể nghe được cái tiếng, mình phải quan sát map nhiều hơn. Đấy, cứ tích lao xuống đi. Đâu rồi? Lên đi các bạn ơi, mình nãy giờ chưa liếm được kill nào đây nè. Đói lắm. Đồng đội tự dưng bắn hay lên, nó mút hết kill của mình, cạn lời. Rồi, phải di chuyển nhiều, không đứng một chỗ. Quay tay không phải là nghề của mình. Đấy, chạy bừa thôi. Đậu xanh thằng nào dám lao vào. Lao vào là ăn một ngay một đao. Tạch luôn. Đấy, anh em cứ thoát đi đi. Mình cứ chờ đợi anh em, team mình thoát đi thôi. Thì kiểu gì mình cũng được nhiều kill. Cứ vòng mà ở bên team mình mà nhiều người, kiểu gì tụi nó cũng thích kill của mình. Đấy, không biết nó đi đâu rồi. Đâu rồi, còn hai thằng nữa. Anh em nút lệ thế nhở? Thật là cạn lời. Rồi, một thằng nữa ra đi. 3Z luôn, hay lắm. Có một số thanh niên hay úp cái comment lên là đây rồi, cứ thích đặt bom cơ. Đấy, cái lúc đặt bom, cái bao nhiêu cái đồng súng nó chĩa vào cái chỗ đặt bom thế kia mà. Một thanh niên vẫn là liều mạng. Người ta gọi là nhây quá là bất thành đấy bạn ơi. À, lao vô đây rồi tàng hình. Nghĩ gì? Đứng một chỗ tàng hình là người ta không nhìn thấy à? Ta là hư cấu. À đây rồi. Đâu rồi? Đâu rồi? What the ơi? Thằng này nó bút ni đâu rồi? Không thấy luôn. Cạn lời thôi, té lên đây đi. Có biết nó đi đâu rồi. Mình sợ nhất là mấy cái thằng mà cầm búa ấy, nó chém ảo quá, đâm ra là dễ chết. Tại vì búa nó ảo mà. Khó chơi. Chơi cận chiến thường nó cũng khó rồi, chứ đừng nói mà chạy linh tinh như thế này. Cầm búa ấy, tại vì nó chém được hai phát. Mà các bạn cầm búa vào thì các bạn chém linh tinh thôi. Chỉ cần người ta chỉ cần lao vào mình loạn quạng thôi là mình chết. Đấy. Nên búa nó rất là lợi hại. Đây rồi. Đôi giày chạy đâu ấy? Nó chạy rồi, nó bunny chạy rồi. Thật là hư cấu. Chém được đúng một phát. Nó lao vào một mả người. Nó bunny qua như trốn không người và ăn một đao của mình. Và bây giờ không biết nó đâu rồi. Trời ơi, anh em đâu rồi? Lên đi, đậu xanh. Cứ lên đi các bạn đi. Thua thì thua, thắng thì thắng. Bọn mình cứ đứng chỗ nào cũng đông người hết. Các bạn không thể lao vào được đâu. Nếu các bạn chơi để thắng được gót. À đây rồi, bị mệnh đúng lúc thầy đạn. Hay lắm. Thật là VL. Nếu các bạn chơi chế độ gót, các bạn thấy không thể thắng được thì các bạn hãy đi cùng nhau. Như thế thì khó chết lắm. Tại vì anh em đứng cover nhau mà. Thì còn nó lao ra chém một cái thôi, nó lộ ngay nguyên dạng. Rồi thôi xong rồi. Động xanh mới nói. Đậu xanh nó nữa, nó ở dưới B. Anh em vào đấy luộc nó đi. Cứ lên đi. Không biết bọn kia nó nghĩ gì. Không biết luôn đấy. Cứ đợi chơi như này rất là chán. Cứ lao lên luôn đi. Dù gì cũng thua, tụi mình còn tận 4 người nữa mà. Bọn nó cứ nhây đợi hết giờ mới thôi. Để nó VL. Cái khẩu súng này thì được cái nó nhiều đạn thôi. Mình thấy nhiều đạn với những loại nhẹ nên mình mang vào chơi nó chất. Chứ bình thường chơi chế độ này thì chơi shotgun thì bá rồi. Shotgun thì các bạn không nên sấy đạn nhiều. Tại vì shotgun nó kiểu như là ít đạn ấy. Nhưng chúng ta cần chắc cơ. Mình thấy một thằng rơi xuống nước. Đây rồi. Hay lắm.
Đấy, cứ chết ở phía trên này. Đây, 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 thấy rồi. Đâu rồi bà? Ôi giời ơi, Bunny nhanh vậy. Holy shit mà. Thật là cạn lời. Đậu xanh. Pha đấy mình cứ tưởng là nó chạy cơ. Không ngờ nó Bunny ngược lại, nó giết mình. Mình thì mình chết đằng sau để xem thằng nào nó móc không. Cứ sợ thằng nào nó đứng nó kênh me phía sau ấy. Còn nó đi tới bình thường thì mình sẽ chết ở trên trên map, chứ còn là nó bunny tới hoặc nó đứng một chỗ thì thực sự là rất là khó. Nên phải chết rõ ràng. Nhưng mà không có tai nghe là một cái điều gì đấy rất là khoai. Tại vì đeo tai nghe thì hạn chế cái việc bị móc từ sau. Chả hiểu mấy tin này chơi nấp làm cái gì thế không biết. Lên thì lên luôn đi. Chơi được thì chơi, không chơi được thì cút. Chả hiểu. Đấy. Lên đi các bạn ơi, nó đặt bom rồi, sợ gì, vào mà gỡ như trốn không người thôi. Đặt bom ở B nó mới dại chứ nhở. Mình thì cấm kỵ là mình không bao giờ đặt bom ở B đâu. A thôi, A nó rộng rãi cho các bạn đứng nấp thoải mái. Còn các bạn đặt bom ở B thì là một cái điều gì đấy cực kỳ là sai. Tại vì B dễ bị chết. B rất là hẹp. Nếu mà bị đặt bom ở B thì việc đầu tiên thì người ta sẽ nhảy xuống và chết liên tục. Thì với việc chết liên tục các bạn không thể tránh được. Đấy, nếu mà người ta đông. Còn người ta ít thì mình cũng không biết là như thế nào, chứ người ta đông thì các bạn sẽ chắc chắn luôn là các bạn sẽ không bao giờ giết được. Nếu mà giết được thì chỉ có một hai người thôi, là các bạn phải nằm xuống rồi. Cao lắm là một người, còn loạn quạng thì có thể lên hai ba người. Loạn quạng thì nó đâm đầu vào nhau rồi mà chết ấy. Đấy, thấy rồi. Lại một thanh niên tinh người, lại áp sát nữa rồi. Đậu xanh. Chơi thì hạn chế đừng áp sát như thế này. Mình chết hết. Đây 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 này, thấy rồi. Rớt xuống nước này cưng. Đường nào mình cũng thấy thôi. Chỉ cần lướt qua cái mắt mình một giây thôi là mình sẽ phát giác ra được. Rồi. Còn là 4 thanh niên nữa. Không biết là đâu rồi. Đâu rồi hả các bạn ơi? Ra đi. Hãy đối diện với sự thật là phải thua. Sự thật thì người ta hay nói là mất lòng. Ôi giời ơi. Đậu xanh nó đứng một bên. Rồi không xong rồi, nó chém chết hai thằng. Mà trận này cũng không không thua đâu. Mình nghĩ là trận này sẽ thắng. Tại vì team người ta hơi bị ngáo hơn. Vâng, được 13 mạng thôi. Rồi, sắp mặt lờ. Bunny thì Bunny vào luôn. Bunny vào thấy người còn đứng một chỗ thì chả chết. Mà pha đấy như nó không Bunny, nó nhảy vào. Bunny thì tàng hình rồi. Nó không Bunny nên thấy cái dáng người. Khô lời. Đấy, nếu các bạn muốn mình làm ở phiên bên phía God thì hãy comment nhá. Mình thì bên nào mình chơi cũng được. Mà bên God thì như là chơi khó hơn anh em ạ. Tại vì anh em cover nhau ở cái map 16 người nó hay hơn. Còn bên phía God thì rất ít người biết Bunny. Không phải biết Bunny mà Bunny nó khó lắm nên không anh em ít khi dùng. Nên đâm ra là chết sạch. Mà chết sạch thì không ai cover. Thế nên lại lại dễ bọn kia nó dễ chơi hơn. Đấy, một mình thì không bao giờ gánh team được. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.